thấm cái vị nào là vị phô mai, cái vị nào là vị chuối, xé ra lại nha, nó có miếng không? Anh thấy này trước kìa. Ê, phô mai nè, phô mai cái sỏi nè. Thơm thơm nha. Thật coi, xanh. Tại cái này giống bánh chuối gì quá vậy ta. Này là bị chuối. Ngọt. Mở bên ngoài hơi khó mở. Ngon nè. Có mùi chuối. Hơi ngọt mà ngọt lắm. Này chắc không phải là phô mai rồi. Nhưng mà nếu mà hết một cái là no rồi. Thế nên là mình ăn nửa cái rồi. Chủ lại nửa cái. Cho chọn anh. Mình ăn gần nửa cái chứ. Cái này chắc bị phô mai thiệt. Ngộ vậy ta. Sao cái nào cũng nghe mùi chuối chứ vậy. Phô mai thì không phô mai nhiều. Mình đang tưởng tượng nó phô mai nữa. Phải kéo sợi nghe nhìn dai á. Mày mới là chuối nha. Nãy là phô mai. Mà cái này phơi ngọt với cái kia. Mình phơ. Có mùi mè nữa. Mè nó. Cũng được. Nói chung là mình không có thích bánh ngọt. Đó bụng quá nên ăn phở chết đứng. Nhưng mà nếu mà bạn ngồi thích nạn là ngon lắm. Ngon hết sảy mà bể. Nhưng mà giờ ăn phải nén. Ăn thêm miếng nữa. Chứ xíu nữa. Thì phát quân mai nè. Mà chút xíu nè. Xíu là đứt. Phô mai này nó không có dai. Kéo chút xíu nè nó quẹo quá. Ngém quá mấy mẹ nơi.